Mặc bị chê hát dở, Chibu vẫn tiếp tục làm ca sĩ mà còn đọc rap. Đúng như lời mình từng khẳng định, Chibu đều đặn cho ra mắt mỗi tháng một MV, khiến ai cũng phải giật mình. Vào tối 21 tháng 12, Chibu tiếp tục giới thiệu rộng rãi đến khán giả sản phẩm âm nhạc mới nhất của mình mang tên Talk To Me, có nên dừng lại. Theo đó, đây là MV thứ tư mà cô gửi đến mọi người. Con số này đã làm công chúng bất ngờ vì chỉ hơn 2 tháng tuyên bố mình sẽ lấn sân sang ca hát. Cô đã có đến 4 sản phẩm cho ra mắt liên tục, trong khi có nhiều nghệ sĩ phải chuẩn bị tận nửa năm, hoặc cũng có thể hơn mới dám trình làng MV mới. Chibu từng chia sẻ đây là một ca khúc mà bản thân cô rất thích và mong muốn sở hữu từ lâu. Cô nàng còn làm người khác bất ngờ khi thể hiện khả năng đọc rap bằng tiếng Anh trong MV mới. Lấy hình ảnh con gà để mở đầu cho MV về câu chuyện đau khổ của người phụ nữ bị người yêu cắm sừng. Nhiều người đồn đoán Chibu lấy chính hình ảnh con giáp sinh năm 1993 của mình để truyền tải thông điệp mà cô muốn nói. Nhưng cũng có người cho rằng cô đang lấy cảm hứng từ câu hát bị cư dân mạng gọi vui là ỏ ỏ ỏ trong MV từ hôm nay nên mới đưa một chú gà và sản phẩm lần này. Dù hình ảnh của Chibu xây dựng luôn đẹp đẽ và thu hút mọi người, nhưng cô vẫn nhận những lời góp ý về giọng hát chưa tốt và không có tính đặc sắc riêng. Khi gặp quá nhiều sự phản đối, phần bình luận tiêu cực của khán giả lẫn đông đồng nghiệp về chuyện mình đi hát, Chibu vẫn giữ nguyên ý định ban đầu của cô, thậm chí cô còn khẳng định mình có đủ năng lực để đảm nhận vai trò này và cũng sẽ liên tục đầu tư vào các sản phẩm âm nhạc.